biết là thôi yêu rồi nghĩa là mày chỉ thế thế thôi này đúng không? Em muốn kiểu gọi là chứng minh tất cả mọi người thấy em cũng là Minh nhưng không phải người thế thế, và thực sự là kiểu nó rất là đồng cảm ấy. Vậy thì em bị một người đánh giá là em chỉ yêu ông Minh này chỉ là tạm thời để cho nó đỡ buồn đúng không? Em đã làm gì để chứng minh cho một người là chuyện không phải như thế? Thì bọn em cứ yêu nhau mà được cái là hai vợ chồng em thì đấy rất là đồng điệu với tâm hồn. Thật sự thì em nghĩ là chị tình cảm cũng không cần phải chứng minh rõ ràng gì cả. À đấy, chính xác. Chính xác. Wow. Quan trọng là đôi bên đối phương của mình là mình cảm nhận thế nào thì trong mối tình của mình. Còn ra đường bây giờ đâu có ai thì có thể biết được là trong chuyện nhà cửa của người ta có gì không? Vậy thì để CJ có thể hiểu sâu hơn một chút và để khán giả không bị băn khoăn và hiểu tốt nhất có thể, tức là hai bạn cố tình có em bé để cưới nhau về hay là vô tình có em bé thì mới phải cưới nhau về? Thật ra cũng vừa cố tình vừa vô tình. Tức là thả. Bọn em đã thả nhưng không thành công. Nhưng đến lúc bọn em lại không định thả nữa. Thì lại được. Thì con sơ lại bắt đầu. Thế lúc phát hiện ra là em bé đã được mấy tháng rồi? Được 6 tuần. Vậy thì sau khi hai bạn đều biết là có tinh rồi, ok, có baby rồi, fine, thì bước tiếp theo là gì, nói với bố mẹ hay là như thế nào, các bạn đã làm gì? Đấy lại là câu chuyện của anh. Ok, dài. Fine, rất tuyệt vời. Chuyện chị này mình có thời gian kể cho mọi người nghe xem nào. Chắc chắn là sẽ gặp nhiều chuyện này. Từ lúc bọn em biết có con đến lúc bọn em cưới được với nhau thì nó cũng là khoảng thời gian ngắn nhưng nó lại rất là nhiều chuyện xảy ra. Bọn em cũng phải đấu tranh rất là nhiều. Ok, ví dụ như gia đình em thì bình thường thôi, khó nhất là bên nhà vợ em. Xin chào quý vị yêu thân, mình đã quay trở lại với chương trình Vì Sao Mình Cưới, một chương trình luôn mang tới cánh dài những cặp đôi vô cùng thú vị và hay ho, cũng như là có rất là nhiều câu chuyện để kể cho mình. Mình tên là CJ và đây là vợ mình Obi. Và xin giới thiệu vợ chồng ngày hôm nay. Bây giờ CJ sẽ cho hai bạn 5 giây để tự giới thiệu bản thân mình. Xin chào mọi người, em là Bình Minh, em năm nay 22 tuổi. Hiện tại thì em đang là kinh doanh cá nhân và cả là tattoo artist. Vâng. Đó là thợ săn đó. Còn em là Linh ạ, em cũng 22 tuổi, năm nay em kinh doanh mặt hàng mẹ và bé. Wow. Và kinh doanh quán cà phê. Wow, tài cao. Hay quá. Câu duyên gì đã để hai bạn gặp gỡ nhau nhỉ? Xin chào, để cho Linh kể. Vợ chồng em đó là học cùng trường đại học, em đã từng học trường đại học kỹ thuật Việt Nam và gặp nhau ở đó. Thì cái lúc đầu ấy thật sự là em không cảm tình với chồng em đâu. Thật sự luôn, là vào trường một cái nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi. Thì em không có cảm tình mấy, nhưng mà thế nào đấy số phận lại đưa đẩy thì hai bọn em lại trở thành bạn. Đầu tiên chỉ là bạn bình thường thôi, rồi bạn thân dần. Rồi sau đó là đến cuối năm đại học năm nhất thì bọn em có cái gọi là cái chương trình đi thực tế ấy, là để đi vẽ. Thì bọn em lại ở cùng nhà. Nhà bạn từ bạn bình thường và nhờ chương trình đấy trở thành bạn rất bình thường. Nhưng mà bạn trai này có cái má lúm rất duyên nhá, giống em này. Ôi trời ơi, không phải lấy cái cớ để mình khen nhỉ. Vậy thì ấn tượng đầu tiên của Minh tới Linh là gì? Ấn tượng đầu tiên của em thì em không có nhiều ấn tượng. Vì ngày xưa là em chỉ biết là khi em vào trường là có một người ghét em hết trường. Đấy, ghét em hết trường. Vâng. Ui, là chính là Linh. Nhưng mà em cũng không có nhiều ấn tượng thì em không biết nhiều. Thì em cũng tư tưởng của em là ai ghét mình thì mình kệ thôi. Mình cứ sống như mình thôi. Đúng rồi, ai ghét mình thì mình kệ thôi, em cũng không có nhiều quan tâm lắm. Sang. Em cũng không quan tâm lắm. Vậy thì cho CJ hỏi, bạn này gặp lần đầu tiên nhìn mặt bạn này rất là đáng ghét. Còn bạn này thì biết là bạn bị ghét mình rồi thì mình cũng mặc kệ thôi. Vậy thì cơ duyên gì để hai bạn thứ nhất là nói chuyện với nhau xong là bắt đầu? Bọn em thì sau khi vào trường thì đem quan hệ thành cùng lớp thì khó chịu không khi mà phải cùng lớp với một đứa mình ghét? Có chứ, cả trong nửa năm đầu là em nói xấu kinh khủng lắm. Trong cái trường đấy thì có hai người ghét nhất trường. Hai người ấy chơi thân với nhau, là vợ em với một người bạn nữa. Ui. Sau này cả ba đứa ấy chơi thân với nhau. Qua kiểu một năm học bọn em cũng kiểu đi đó, đi trường em trường nghệ thuật ấy. Cũng hay tổ chức cho sinh viên mình đi kiểu đi xa, ngồi ở đấy một tuần khoảng vài tuần đến một tháng ấy, để học sinh có thể tiếp xúc với thiên nhiên, cũng như là
nâng cao khả năng ký họa vẽ của mình. Theo bọn em có đi quân sự, lúc đấy là người bạn còn lại của bọn em thì lại ở cùng phòng với em, bạn ấy bạn nam. Thì đấy lại bạn thân của Linh. Bọn em ở cùng phòng với nhau thì dần dần bạn ấy cũng nói chung là chắc là nhận ra được điều đáng yêu của em. Vẫn ghét gì mà vẫn thấy có vẻ dễ thương nhỉ. Sau đợt đi quân sự đấy, lúc một tháng về thì Linh cũng như là bạn ấy cũng không còn nhiều ác cảm với em lắm. Cũng nhận ra cái sự đáng yêu trong tâm hồn của em. Thì không biết tại sao vừa gặp cái là người ta lại ghét em không? Đó là những cái vấn đề liên quan đến sự sống đấy. Không chị ạ, nó là vấn đề liên quan đến cấu tạo khuôn mặt. Thật sự anh cũng ghét, em đang ghét rồi ấy. Vậy thì nếu mà các bạn xem hoạt hình nhiều ấy thì bao giờ một nhân vật nào đó có một cái ý tưởng rất là hay thì nó sẽ nối một cái bóng đèn đấy. Thì trong trường hợp này chị đang muốn hỏi là hai là người có cái bóng đèn đầu tiên về việc crush, em nghĩ là cùng lúc mà mọi người cùng lúc. Nhưng mà vào cuối năm nhất thì bọn em có một chuyến đi tập ở trên Cao Phong Hòa Bình. Bọn em có lên đấy ở trên nhà sàn một tháng thì lớp em cũng có vài bạn chơi cùng nhau. Hầu như là kiểu những anh chơi cùng nhau sẽ quy quy về nhà này ở. Lúc đấy đã chơi thân với nhau rồi, có nhiều cái để chia sẻ hơn, cũng có nhiều cái để quan tâm đến nhau hơn. Cũng cảm nhận được là phía bên kia cũng có là ý đồ đồ với mình. À, chuyện tình cảm của em nó đều là kiểu tự nhiên hết. Nên không có không gọi là bề binh bố trận gì để mà tán tỉnh cả. Từ lúc mà bắt đầu để ý đến nhau cho đến khi có nụ hôn đầu tiên là khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu? Nhanh lắm. Đây gọi là nhanh như chớp. Bay vô luôn. Wow. Thực ra thì đến lúc đấy là không lét nữa. Còn là mình cũng thích rồi thì thế nên là lúc mà thơm mình cũng thích. À, thơm rồi. Thơm thì không tính nữa. Thơm sau đấy là đến giai đoạn khác luôn. Ok, thơm xong rồi. Rồi sao? Chuyện đấy của em nó biến động mình cũng không ngừng chết được. À, về nụ hôn đầu tiên ai là người chủ động chứ? Nếu mà tính về hôn theo kiểu gì ạ? Hôn kiểu bình thường, hôn 18 cộng. Say đấy, say đám ấy. Nếu mà để tính về hôn say đám thì bọn em nó thuộc về cái giai đoạn sau. Đã làm chuyện ấy. Và về sau. Hay quá. Lúc đấy mới bắt đầu hôn say đám. Thì lúc đấy 18, 19 tuổi là hợp pháp rồi. Hợp pháp rồi. Hợp pháp đầu tiên là của các em thì diễn ra như thế nào và ở đâu? Buổi đầu tiên của em nó cũng hơi gọi là nhạy cảm một chút. Bọn em ở trên núi mà. Bọn em đi tắm sông tắm suối. Rồi. Cùng cả một hội bạn. Rồi. Ở trên đại học. Em bơi thì hôm đấy là vợ em có cảm lạnh một chút. Thì mình thì là mình với tâm lý một người gọi là bạn thân. Nam giới. Mình phải thể hiện cái sự đàn ông mạnh mẽ rồi. Em tình nguyện em vào nằm chung riêng một bàn với bạn ấy. Ui. Mà trong cái tình trạng mà cơ thể nó sụt hạ thân nhiệt như thế thì mình không thể nào mình chỉ gọi là vỗ về mà người nói được. Rồi. Thành nhớ. Em trao cái bản thân của em để chia sẻ cái thân nhiệt. Để giúp em cân bằng lại thân nhiệt của hai bên. Thế đấy. Không, thực sự bọn em chỉ kèm nách kèm ngủ thôi để cho người ấm áp lại thôi. Nói chuyện về la đến tầm giữa đêm thì nói chung là mọi người cả nhà cũng ngủ hết rồi. Lúc đấy thì lại cái gì đấy thì nó cũng phải đến. Thế thì lúc đấy hai bạn Linh có chịu tỏ tình với Minh chưa hay là vẫn cứ chỉ hành động thôi không nói gì, chỉ cần cảm nhận thôi? Đầu nói chung là một thời gian sau khoảng tầm cũng không đến kiểu lâu quá đâu, cũng chỉ kiểu tầm tuần sau thôi. Thì em người chủ động. Nhưng mà em chủ động xong thấy bị động. Thế là cái lúc đấy nằm cạnh nhau đi, từ đó mới là cái hôm cuối cùng. Thì em cũng biết là bạn ấy muốn rất là muốn hỏi em. Nhưng mà bạn ấy lại kiểu quá là nhút nhát đi. Em kiểu ý, bây giờ có cái gì muốn nói thì nói hết ra đi. Nhưng mà bạn ấy lại rất là nhút nhát. Thì bạn ấy lại hỏi là chúng mình chính thức nhé. Thì em lại bảo chính thức là chính thức cái gì? Chính thức cái gì bây giờ phải nói rõ ràng ra thì người ta còn hiểu. Thế bạn mới dám là nói là tỏ tình là để làm người yêu. Đấy là sau khi đã ấy đúng không? À, một tuần sau khi ấy thì mới bắt đầu ngồi nói chuyện là bây giờ bạn muốn thế nào đúng không? Wow, sau bao nhiêu lâu yêu nhau rồi thì mới bắt đầu quyết định bước vào việc cưới nhau về. Bọn em là gần 11 tháng. 10 đến 11 tháng là yêu nhau được khoảng gần 11 tháng cho bạn đã quyết định cưới đúng không?
Thế thì duyên gì đã để hai bạn quyết định là mình đã đến giây phút mà mình có thể đến chung với nhau và sống chung với nhau như một gia đình? Thật sự thì lúc đấy thì cũng nói thật là hơi bồng bột một tí á. Okay. Em quyết định là có baby rồi là để cho ra hai gia đình chấp nhận đấy. Nhưng mà sao lại máu cưới thế? Yêu nhau quá không chịu được à? Yêu nhau mà không chịu được. Nói chung bọn em cũng để mà nói thì trong cũng nhiều người thấy là bọn em yêu nhau cũng gian ngắn thôi. Cũng 11 tháng nhờ. Đối với bọn em thì trong 11 tháng đấy còn xảy ra rất nhiều chuyện. Cả xung quanh bạn bè em, mọi người đều biết là trong em có những cái biến động. Để mà nói thì kể em, ở đây em đầu dòng ra một vài chuyện có thể là có ảnh hưởng lớn nhất trong cái khoảng thời gian 11 tháng yêu nhau được không? Thứ nhất là chuyện là khi mà em yêu chồng em á, thì trước đấy em có một cái mối tình trước, nghĩa là mới chấm dứt thôi thì em đến với Minh luôn. Thì có nghĩa là bạn bè không đồng ý đâu, bạn bè như là bạn Minh là thôi có yêu rồi, nghĩa là mày chỉ thay thế thôi này, em muốn kiểu gọi là chứng minh tất cả mọi người thấy em cũng là Minh không phải người thay thế. Và thực sự là kiểu nó rất là đồng cảm ấy. Vì thì em bị một người đánh giá là em chỉ yêu ông Minh này chỉ là tạm thời để cho nó đỡ buồn đúng không? Em đã làm gì để chứng minh cho một người là chuyện không phải như thế? Thì bọn em cứ yêu nhau mà được cái là hai vợ chồng em thì đấy rất là đồng điệu với tâm hồn. Thật sự thì em nghĩ là cái chuyện tình cảm cũng không cần chứng minh rõ ràng gì cả. Đấy là chính xác. Chính xác. Wow. Quan trọng là đôi bên đối phương của mình là mình cảm nhận thế nào về mình trong cuộc sống của mình. Còn ra đường bây giờ đâu có ai thì có thể biết được là trong chuyện nhà cửa của người ta có gì không? Vậy thì để CJ có thể hiểu sâu hơn một chút và để khán giả không bị băn khoăn và hiểu tốt nhất có thể, tức là hai bạn cố tình có em bé để cưới nhau về hay là vô tình có em bé thì mới phải cưới nhau về? Thật ra cũng vừa cố tình vừa vô tình. Tức là thả. Bọn em đã thả nhưng không thành công. Nhưng đến lúc bọn em lại không định thả nữa. Thì lại được. Thì con rơi lại bắt đầu. Thì lúc phát hiện ra là em bé đã được mấy tháng rồi? Được 6 tuần. Vậy thì sau khi hai bạn đều biết là có tinh rồi, ok, có baby rồi, fine, thì bước tiếp theo là gì, nói với bố mẹ hay là như thế nào, các bạn đã làm gì? Đấy là câu chuyện của anh. Ok, dài. Fine, rất tuyệt vời. Chương trình này mình có thời gian kể cho mọi người nghe xem nào. Chắc chắn là sẽ làm nhiều chuyện này. Từ lúc bọn em biết có con đến lúc bọn em cưới được với nhau, tuy nó cũng là khoảng thời gian ngắn nhưng nó lại rất là nhiều chuyện xảy ra. Bọn em phải đấu tranh rất là nhiều. Ok, ví dụ như gia đình em thì bình thường thôi, khó nhất là bên nhà vợ em. Nhà em thì nó khắc nghiệt hơn rất là nhiều ấy. Bố em mắng em rất là kinh khủng luôn ấy. Sau đó thì bảo em là cô chỉ quá, cô đồ lâu, đi bỏ đi. Bố ấy ông buồn, bố ấy khóc, đấu tranh với bố em đang ở xa nữa, bố em đang đi công tác. Hai bố con nói qua nói lại trên điện thoại khóc nguyên một cái tuần đấy. Rồi đến khi hôm mà ăn hỏi là một người em quyết bố em là có nghĩa là bố em không đồng ý luôn, thì ở nhà hai mẹ con ok quyết thôi. Nhưng mà em thì ủng hộ em. Mẹ em thì rất là thương con gái mà nghĩ được nhất là tội ấy. Vậy là sau bao lâu thì em mới hoàn toàn thuyết phục được bố? Em nghĩ là trong khoảng phải 6-7 tháng. Wow. Bố em mới chấp nhận được đúng không? Chấp nhận được cái chuyện đấy. Vậy thì xin rất là muốn biết về quá trình mang thai của em. Em đang gặp khó khăn gì và em đã xử lý như thế nào? Thì cái việc mà em, nếu mà xét về phía người chồng ấy, thì em thấy cái khó khăn lớn nhất khi mà vợ mang thai đấy là mình cân đối những công việc để thời gian cho vợ. Thì cái thời gian khi mà mang bầu thì phụ nữ nó rất nhiều áp lực, đau lưng này, xong rồi những cái thai nghén những kiểu làm cơ thể rất khó chịu. Mà đấy là những cái thời gian khi mà mới cưới nữa, rất là cần chồng bên cạnh. Nếu mà mình đi làm cả ngày chuẩn tét anh ạ. Ôi, mình gặp một người rất là trẻ như thế này mà hiểu rất là sâu về tâm lý của phụ nữ, hơn nhất là một người gọi là 18-19 tuổi mà đã hiểu rất là sâu sắc người phụ nữ đang mang bầu cần những gì. Chính tỏ là dù là tuổi của em nó rất là trẻ nhưng mà cái suy nghĩ của em nó tương đối với một người rất là lớn. Anh sẽ làm ngưỡng mộ cái điều đó. Làm em nhớ đến một câu đấy là có những người đàn ông đến cho đến khi mà họ nằm xuống thì họ vẫn chỉ là
một đứa trẻ con vẫn chỉ là một cậu nhóc trong thân xác của một ông già thôi. Có những người mà sinh ra đã là đàn ông đích thực rồi. Có những cậu bé trai mà 2-3 tuổi thôi là đã bảo vệ mẹ, cầm tay mẹ, đưa mẹ sang đường rồi. Thì em tin rằng Minh là một trong số những cậu bé trưởng thành sớm. Hay là mình nói theo ngôn ngữ em hay nói là một linh hồn trưởng thành. Trước khi đến cái cuộc đời này thì bạn thì đã là một đàn ông chân chính rồi. Chính xác. Và không có ai hoàn hảo đến mức mà không có tật xấu nào cả. Bây giờ CJ muốn Minh với Linh kể cho CJ và khán giả nghe tật xấu của nhau là gì. Ba tật xấu. À, ba lý. À, kể càng nhiều càng tốt. Xin mời. Thứ nhất đấy là từ trước khi quen nhau em thấy trường em là một người cũng nhát. Nhưng mà sau khi cưới nhau thì em thấy chúng em rất là dâm, chúng em rất là dâm. Đấy. Đấy là một cái vỡ mộng. Em tưởng em cầm dao làm chuôi nhưng không, hóa ra không phải. Thật ra mà giống như kiểu em trước khi cưới là em đang có trong tay một củ hành. Và sau khi cưới là em bóc từng cái lớp hành đấy ra. Mới bắt đầu biết là bóc củ hành thì phải khóc đúng không? Rất là dâm, nhưng mà dâm theo kiểu gì? Dâm với vợ là được. Rồi mình có thể liên hệ với câu chuyện của mình. Tức là anh chị cũng cưới nhau khi mà bọn chị mang bầu. Và chị cũng trải nghiệm một cái điều tương tự giống của em. Nhưng mà CJ có chia sẻ với chị là nhìn vợ bầu sexy quá. Luôn đúng không? Mình luôn lúc nào cũng ui, trông em vẫn như ngày đầu tiên mới em. Mặc dù là bụng em đã như thế này mà người em thì đã kiểu tăng gấp 3 lần. Sao mình cảm giác như là kiểu như cái cô gái sexy người mẫu này nó không có, mình cũng có tình cảm luôn. Mình toàn nhìn các cô kiểu bầu thôi. Nhiều người thì hay hiểu nhiều em thì như là mẹ. Sau khi đẻ con xong thì cũng dạng bụng là dạng da nhiều. Vợ em cũng thế, vợ em bị dặn rất nhiều, vợ em còn để bổ nữa. Thế để xong thì về tâm này nó cũng bị kiểu sệ xuống mắt luôn. Em thấy những cái đấy thì nó cũng rất ok, tại vì nó là những cái dấu mốc của cái đánh dấu. Đối với em sang mình cũng vậy, những vết sẹo cũng thế, nó là phần đánh dấu của cái dấu mốc khi mà đứa con đầu lòng của em sinh ra. Wow. Em thấy những cái đấy nó là vô cùng thiêng liêng và mình không có lý do gì để mình phải đánh giá so sánh vợ mình với những người bên ngoài cả. Ôi. Được anh em cọc trèo đây rồi. Từ rất lâu rồi mình đã làm cái chương trình này, vẫn rất là lâu rồi. Đây có thể nói là người đàn ông đầu tiên mà mình cảm thấy vô cùng tâm lý, vô cùng hiểu. Tạch tắc. Nãy giờ Minh nói câu nào là anh sẽ nuốt từng lời câu đấy. À bây giờ mình tiếp tục kể những tật xấu đi. Mình ơi, chưa kể cái nào cả. Em kể hết đi. Cho mình kể một cái đi, bởi vì từ nay rồi toàn khen vợ hết cả lên. Chắc là cũng vì một phần về kiểu vừa đẻ xong nên là cũng gọi là sao nhỉ? Hơi khó ở của mình. Em bị hơi phụ thuộc, vợ em hơi phụ thuộc. Tại vì là từ khi yêu nhau đến cưới nhau thì có thể là kiểu em cũng dành nhiều thời gian, và gần như là mọi công việc của vợ cũng như mọi thứ của vợ thì mình đều tham gia cùng, đều hỗ trợ. Nên là nhiều lúc em cảm thấy như là nếu mà chẳng may mà kiểu trong công việc của em mà có bận rộn quá ấy, thì vợ em sẽ kiểu bị cảm giác là mình không giải quyết được cái gì cả. Nhưng mà cái điều đấy có khiến em cảm thấy phiền không hay là... Em cảm thấy lo lắng cho vợ em thôi. Nghĩa là như thế là sẽ mất đi một vài những cái bản năng của vợ em. Để khi mà sau công việc sau này thế, vợ chồng em không thể nào mà ai cũng một người riêng. Và có những cái mà khi sau này công việc nó không thể nào mà luôn luôn em kề bạn, kề với vợ em. Vợ em cần có cái khả năng mà tự ứng biến được trong mọi chuyện. Xin lỗi các lời của em. Khán giả ơi, hãy cho CJ video này cho một like luôn. Nếu mà các bạn thấy bạn Minh là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời thì các bạn hãy cho CJ một like. Nếu mà clip này nó cũng được 10.000 like thì chính tức là các bạn chưa hiểu chuyện. Bình thường là một người đàn ông sẽ nhìn thấy vợ mình như thế, họ sẽ bắt đầu chê vợ mình. Tại sao em không bị rằng một thế, anh không được đi này, không được đi nọ. Không phải chê là anh cảm thấy mệt mỏi vì em lắm rồi. Nhưng mà Minh thì em ơi, anh lo cho em lắm. Ôi, làm gì có người đàn ông mà tâm lý đến mức thế. Thôi rồi, bỏ qua đi, không anh lại yêu em mắt, anh lại yêu em mắt. Ok, bây giờ mình next đi. Tiếp tục, kể tật xấu đi. Em là con gái đấy, nhưng mà em cũng không có niềm đam mê về shopping. Chồng em
shopping kinh khủng, mình làm thấy lướt mua quần áo. Ôi, sao lại ngược lại với mình nhỉ? Em mà đi mua sắm lại chỉ có em vội thôi. Em chỉ lướt thôi chứ em chưa mua. Em không mua, em chỉ lướt thôi, em gặp nó vui. Em có đem của em là thế này nhỉ? Được rồi. Không phải bây giờ. Rồi, ok. Thế thôi, còn đâu em biết. Em chưa có một cái số gì nữa. Và CJ sẽ đưa cho hai bạn hai bảng này dành cho hai vợ chồng. Đó, mỗi một bảng sẽ có hai mặt, một mặt xanh và một mặt đỏ. Thì CJ sẽ đưa một câu, nếu mà mình thấy khu đấy nó đúng với mình thì mình sẽ rơi mặt xanh, tức là mặt O cho O. Và nếu mà mình thấy không đúng thì mình sẽ chữ X gì, tức là mặt đỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên. Đối phương từng làm tôi phát ghen. Chưa nghe bao giờ. Thôi mình đi về đi. Cái này chỉ có từ. Cặp đôi này chỉ khiến người ngoài nhìn vào đây không thể ghét với ai. Chính xác. Hai bảo mà. Hai người này chỉ để người ngoài nhìn và ghét thôi. Wow. Ok, câu thứ hai này. Tôi thích hình ảnh của người ấy trước khi kết hôn hơn. Chương trình ơi, cho chương trình ơi, vì câu này em không đọc đâu. Mấy câu này cũng áp dụng được với đôi này đâu. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hỏi câu hỏi số 3 nhé. Chuyện chân gối có thay đổi sau khi kết hôn? Thay đổi như thế nào? Ok. Trời ơi, giống hơn mà. Câu này sao phải hỏi nữa. Không, có nhiều tối chị. Rồi, nó thay đổi như nào? Mình kể đi. Trong thời điểm mà mang thai thì nó đã hạn chế hơn giờ đi chắc chắn rồi. Nhà vợ em thì sau khi để xong thì có một chút đã thay đổi về cái tối. Là làm cho cái ham muốn giảm đi. Và thì vợ em giảm đi nó làm em tăng lên. Nhưng mà CD vẫn rất là muốn hỏi là thế trong trường mà vợ đang không cớ hướng mà mình thì lúc nào cũng hướng lên thì mình đã xử lý như nào đây? Em là đứa trẻ đòi hỏi. Cái gì cơ? Đứa trẻ đòi hỏi. Em cứ đòi hỏi thôi. Nếu bao giờ được thì được. Ok. Không bỏ cuộc, trời đất ơi. Giống nhau cực kỳ. Bỏ cuộc không biết điểm dừng em ạ. Có thể kiên trì từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Đến bao giờ được thì thôi. Này, mấy cái câu chuyện này cứ để bao giờ mình làm khách mời của chương trình này để em ấy kể. Chứ bây giờ em kể hết thì không có gì thú vị nữa. Ok, câu hỏi tiếp theo. Rồi, câu hỏi tiếp theo em hỏi đi. Tôi đã từng không hài lòng về gia đình của đối phương. Rất là hài lòng đấy. Gia đình hai bên. Những cái chuyện không hài lòng hay là những cái chuyện kiểu có thể không theo ý mình. Nhưng nó không phải là gì con thì mình có không hài lòng. Gần gũi với cả bố mẹ chồng chị đó. Em thân với thân vợ em. Vợ em thì thân với cả mẹ em hơn em. Thế mối quan hệ của em và bố vợ có tốt không? Bố vợ em cùng thời gian nói chung là bố vợ em công việc đi xa. Nên mình nói chung là để cái thời gian gần gũi thì hai bố con cũng được gần nhiều. Câu hỏi cuối cùng mà chị muốn dành cho bên Nhật Linh này. Tôi có lo lắng về sự xuất hiện của người thứ ba. Cái rơi này đúng không? Tại vì là không phải là bọn em không bao giờ sợ là người kia sẽ là người thứ ba. Mà là bọn em cứ tưởng vợ chồng em nó hơi mở một chút. Vợ chồng em thì đến với nhau là duyên. Nhưng mà khi đã không còn tình cảm nữa thì nên thẳng thắn với nhau. Thống nhất ngay từ đầu với nhau, ok, bây giờ có thể yêu nhau như thế này. Đồng trái như thế này. Nhưng mà về sau thì cũng không biết được là thế nào. Nhưng mà nếu đã hàng cho anh người đã hết thân cảm chẳng hạn, thì em sẽ chấm dứt và đường đường chính chính như những người khác. Bây giờ CJ sẽ dành cho cặp đôi tuyệt vời này 1 đến 2 phút để chia sẻ với nhau những câu chuyện hoặc là những lời nói mà mình rất là ít khi chia sẻ mà hay nói cho đối phương những suy nghĩ của mình thật rõ ràng và thật lãng mạn. Xin mời ạ. Em biết là thì thoảng nghĩa là em bị khó tính và em làm khó rất nhiều công việc nhưng mà em rất là yêu thương em và con mà em cùng lớn rất nhiều cho gia đình. Như là em cũng sẽ cố gắng trở thành một con người tốt hơn, thay đổi từng ngày theo những cái
những cái lời mà anh tâm sự, những cái mà anh bảo em là anh nên làm cái này, không nên làm cái này, để em trở thành một người tốt và trở thành một người vợ tuyệt vời hơn của bên anh. Em hay bị xúc động, em hay bị xúc động, em rất là vui. Mình có gì muốn chia sẻ với mọi người? Đó là điều rất đẹp. Em chỉ muốn càng ngày em càng phát triển bản thân, tự tin để đi theo con đường riêng của mình, để có một cái sự nghiệp riêng của đời mình, không để mọi người, tất cả mọi người nhìn vào chỉ với ánh mắt là mình muốn phụ nữ. Mình muốn hay là sau này chỉ biết dựa dẫn vào một chồng hay một em phải tự đứng lên trên con đường của mình. Wow. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Thực sự đây là cặp đôi mà đã chạm đến trái tim của Obi một cách sâu sắc nhất từ khi làm cái chương trình này đến giờ. Và quý vị khán giả ơi, chắc là CJ sẽ phải thông báo là rất là tiếc là chương trình này hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Mình ngồi với cặp đôi này thực sự là CJ vẫn rất là muốn trò chuyện mãi, không muốn dừng lại, bởi vì nó đem lại những cái cảm xúc mà CJ luôn luôn có cho vợ mình. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu mà khán giả đến bây giờ vẫn chưa bấm nút like thì không hiểu các bạn đang làm gì nữa. Mình đã thấy một cặp đôi vô cùng tuyệt vời, vô cùng tình cảm, tâm lý và hiểu chuyện như một người lớn luôn. CJ và Obi luôn luôn hứa và mình sẽ có rất nhiều cặp đôi tương tự như thế, có rất là nhiều câu chuyện hay ho, có rất là nhiều câu chuyện sâu đắm và tuyệt vời chuẩn bị và sẵn sàng kể cho khán giả nghe. Trước tiên thì CJ mời khán giả hãy bấm nút subscribe và like và chia sẻ cảm xúc của các bạn về cặp đôi này ra sao thì các bạn hãy comment ở dưới comment. Ngoài ra thì các bạn muốn CJ với Obi mời những cặp đôi nào nữa thì các bạn hãy comment ở dưới và chúng tôi sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. CJ với Obi xin chào và hẹn gặp lại.